gửi lời chào và lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã quay trở lại khóa học ngữ văn lớp 6 của trang web olm.vn. Các bạn thân mến, cô trò chúng ta vừa kết thúc bài học tìm hiểu về văn bản nếu cậu muốn có một người bạn. Từ văn bản này, chúng ta sẽ đến với video thực hành tiếng Việt từ văn bản nếu cậu muốn có một người bạn. Bài học của chúng ta gồm có 3 nội dung: tìm hiểu về nghĩa của từ ngữ, biện pháp tu từ và cuối cùng ôn tập về từ ghép và từ láy. Trước hết, nói về nghĩa của từ ngữ. Ôn luyện một chút kiến thức. Các em hãy cho cô biết chúng ta có thể giải thích nghĩa của từ bằng cách nào. Cô khen các bạn rất ghi nhớ bài học. Từ tiết thực hành tiếng Việt từ văn bản. Bài học đường đời đầu tiên, chúng ta biết rằng có hai cách để chúng ta có thể giải thích nghĩa của từ ngữ. Đó là trình bày khái niệm mà từ biểu thị hoặc đưa ra những từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa với từ cần giải thích. Và để giải thích nghĩa của một từ, các em cũng nhớ chúng ta có thể sử dụng các phương tiện bao gồm từ điển hoặc nếu từ đó đặt trong văn bản thì có thể đoán nghĩa của từ dựa vào câu, dựa vào đoạn văn mà từ đó xuất hiện. Trong văn bản, nếu cậu muốn có một người bạn, cô lấy ra câu văn: mình có trách nhiệm với bông hồng của mình. Các em giúp cô giải thích từ trách nhiệm trong câu văn này nhé. Đúng rồi, chúng ta thấy trước hết ở yếu tố là tiếng trách. Trách có nghĩa là phụ trách. Thế còn ở trong tiếng nhiệm, nhiệm có nghĩa là gánh vác, đảm nhận. Và từ trách nhiệm được hiểu là phần việc mà mình phải gánh vác và phải chịu luôn kết quả xấu hoặc tốt của việc đó. Các bạn thân mến, ngoài từ thuần Việt là những từ do nhân dân ta sáng tạo ra, chúng ta còn vay mượn nhiều từ của tiếng nước ngoài để biểu thị những sự vật, những hiện tượng, những đặc điểm mà tiếng Việt chưa có từ thật thích hợp để biểu thị. Và đó là từ mượn. Bộ phận từ mượn quan trọng nhất của tiếng Việt là từ tiếng Hán, gồm từ gốc Hán và từ Hán Việt. Bên cạnh đó, tiếng Việt còn mượn từ của một số ngôn ngữ khác như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga, vân vân. Mượn từ là cách làm giàu tiếng Việt. Tuy vậy, để bảo vệ sự trong sáng của ngôn ngữ dân tộc, chúng ta sẽ không nên mượn từ nước ngoài một cách tùy tiện. Như các bạn thấy, ở trong ví dụ này, từ trách nhiệm là một từ Hán Việt. Và để giải nghĩa từ Hán Việt, chúng ta sẽ có thể giải thích nghĩa của từng thành tố cấu tạo nên từ. Như các bạn nhìn thấy, chúng ta giải thích yếu tố trách, tiếng trách và yếu tố nhiệm, hay còn gọi là tiếng nhiệm. Trong văn bản, nếu cậu muốn có một người bạn, cảm hóa cũng là một từ Hán Việt. Trong đó, hóa là yếu tố thường đi sau một yếu tố khác, có nghĩa là trở thành, làm cho trở thành hay làm cho có tính chất mà trước đó chưa có. Các bạn hãy giúp cô tìm một số từ có yếu tố hóa dùng theo cách trên nhé. Các em thấy rằng chúng ta có thể tìm được những từ có yếu tố hóa được giải nghĩa là trở thành, làm cho trở thành hay làm cho có tính chất mà trước đó chưa có. Đó là các từ như tha hóa, nhân cách hóa, đồng hóa, hiện đại hóa và trẻ hóa. Trong số 5 từ này, các bạn hãy giúp cô giải thích nghĩa của từ tha hóa và nhân cách hóa trong câu hỏi sau đây. Đúng rồi, chúng ta hiểu tha hóa nghĩa là biến thành cái khác, mang đặc điểm trái ngược với bản chất vốn có. Còn nhân cách hóa nghĩa là gán cho loài vật vô tri hình dáng, tính cách hoặc ngôn ngữ của con người. Ngoài ra, chúng ta còn hiểu đồng hóa tức là làm thay đổi bản chất cho giống như của mình. Hiện đại hóa là làm cho mang tính chất của thời đại mới. Còn trẻ hóa là làm cho thành phần gồm có nhiều người trẻ hơn để có được nhiều nhân tố tích cực hơn. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tìm thêm nhiều từ Hán Việt
có yếu tố hóa như đã giải thích ở trên. Không chỉ có cảm hóa là từ Hán Việt, trong văn bản này còn có các từ Hán Việt khác bao gồm đơn điệu, kiên nhẫn và cốt lõi. Em hãy giải thích nghĩa của ba từ này nhé. Chính xác. Chúng ta thấy được đơn điệu có nghĩa là ít thay đổi, lặp đi lặp lại cùng một kiểu, gây cảm giác tẻ nhạt và buồn chán. Kiên nhẫn tức là có khả năng tiếp tục làm một việc đã định một cách bền bỉ, không nản lòng, mặc dù thời gian kéo dài và kết quả thì còn chưa thấy. Và từ cốt lõi đã được giải thích trong sách giáo khoa, tức là cái chính và cái quan trọng nhất. Từ cách giải nghĩa này, chúng ta có thể đặt câu với mỗi từ Hán Việt. Các bạn có thể tham khảo cách đặt câu để trong câu đó có từ đơn điệu. Như là căn phòng được trang trí rất đơn điệu, cuộc sống của tôi thời gian qua hết sức đơn điệu và nhàm chán. Nếu như yêu cầu đặt câu có từ kiên nhẫn, các bạn có thể đặt câu bố kiên nhẫn chờ em buộc nốt dây giày để đi đến lớp. Hay mỗi một con người cần kiên nhẫn, ý chí, nỗ lực mới gặt hái được thành công. Còn nếu như yêu cầu đặt câu có từ cốt lõi, chúng ta có thể đặt cốt lõi của việc học là chúng ta phải thu về được cho mình những kiến thức hay và bổ ích. Cốt lõi của tình yêu thương chính là sự cảm thông, quan tâm và chia sẻ. Như thế, chúng ta đã củng cố và thực hành được các bài tập liên quan đến nghĩa của từ ngữ. Cụ thể, đó là cách giải nghĩa những từ Hán Việt. Nội dung phần thứ hai của bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về biện pháp tu từ. Và tiếp nối bài học hôm trước, chúng ta vẫn tìm hiểu về biện pháp so sánh. Cô có đoạn văn, mình sẽ biết thêm một tiếng chân khác hẳn mọi bước chân khác. Những bước chân khác chỉ khiến mình trốn vào lòng đất, còn bước chân của bạn sẽ khiến mình ra khỏi hang như là tiếng nhạc. Đây là lời nói của con cáo với hoàng tử bé. Trong đoạn văn này, em hãy gạch chân dưới câu văn có sử dụng biện pháp tu từ so sánh giúp cô nhé. Đúng rồi, chúng ta thấy được câu văn cuối cùng, câu văn số 3 của đoạn văn. Còn bước chân của bạn sẽ khiến mình ra khỏi hang như là tiếng nhạc, là câu văn sử dụng biện pháp tu từ so sánh. Em hãy nêu tác dụng của biện pháp tu từ so sánh trong đoạn văn này. Chúng ta thấy rằng tiếng bước chân của hoàng tử bé trong cảm nhận của con cáo được so sánh với tiếng nhạc. Tiếng nhạc là một thứ âm thanh du dương, mang cảm xúc. Ở đoạn văn, chúng ta thấy được sự khác biệt giữa những tiếng bước chân khác với tiếng bước chân của hoàng tử bé. Những tiếng bước chân khác làm cho cáo sợ hãi, trốn vào lòng đất. Nhưng khi được hoàng tử bé kết bạn, tiếng bước chân của hoàng tử bé sẽ là một âm thanh gần gũi, quen thuộc, ấm áp với con cáo. Như vậy là biện pháp so sánh ở đây khẳng định, nhờ sự yêu thương, gắn bó, những điều tưởng như nhạt nhẽo, ai cũng giống ai, sẽ trở nên đặc biệt, đầy ý nghĩa. Bước chân của hoàng tử bé sẽ trở nên ý nghĩa với con cáo khi hoàng tử bé đã cảm hóa, tức là đã trở thành bạn của con cáo. Không chỉ có biện pháp tu từ so sánh. Trong văn bản, nếu cậu muốn có một người bạn, chúng ta còn thấy nhiều lời thoại của nhân vật được lặp lại. Chẳng hạn, cảm hóa nghĩa là gì? Cảm hóa mình đi. Cảm hóa với ý nghĩa là làm cho gần gũi hơn, tức là kết nối tình cảm. Dành nhiều thời gian để tìm hiểu về nhau, dành thời gian để làm thân với nhau. Và với sự lặp lại của từ cảm hóa trong những câu văn này, tác giả nhấn mạnh động từ cảm hóa rất nhiều lần với mục đích nhấn mạnh sự kết nối tình cảm, kết nối yêu thương giữa hai nhân vật. Hai nhân vật đã dành thời gian tìm hiểu về nhau, dành thời gian làm thân với nhau. Qua đó, khẳng định được tình bạn sẽ được xây dựng trên cơ sở am hiểu, sẻ chia, gắn bó với nhau. Từ ví dụ này, em hãy tìm thêm những lời thoại được lặp lại trong văn bản và cho biết tác dụng của chúng. Chúng ta có thể thấy được những lời thoại được lặp lại trong văn bản đó là xin chào, vĩnh biệt, điều cốt lõi vô hình trong mắt Trần,
chính thời gian mà bạn bỏ ra cho bông hồng của bạn. Và bạn có trách nhiệm với bông hồng của bạn. Đây chỉ là 5 lời thoại được lặp lại. Và các bạn hoàn toàn đọc văn bản, tìm cho cô thêm những lời thoại được lặp lại nữa của nhân vật hoàng tử bé và nhân vật con cáo. Tất cả những lời thoại này được lặp lại, chúng ta thấy có tác dụng. Đó là nhấn mạnh nội dung của câu nói. Ở đây, ví dụ như lời nói xin chào được lặp lại, chúng ta thấy được thái độ thân thiện, lịch sự của hai nhân vật khi làm quen với nhau. Ở các lời thoại được lặp lại còn lại, các bạn có thể xác định tác dụng về mặt nội dung khi lặp lại những lời thoại này. Sẽ không chỉ có tác dụng về mặt nội dung, những lời thoại khi đã được lặp lại sẽ có tác dụng tạo tính nhạc, tạo chất thơ cho văn bản. Nội dung cuối cùng của bài thực hành tiếng Việt này, chúng ta sẽ cùng ôn tập về từ ghép và từ láy. Trước hết, các bạn thấy đặc điểm chung của từ ghép và từ láy là gì? Kiến thức của bài học hôm trước cho chúng ta thấy được đặc điểm chung của từ ghép và từ láy là cả hai loại từ này đều là từ phức, tức là cấu tạo của từ gồm hai tiếng hoặc nhiều hơn hai tiếng. Ở phần này, chúng ta sẽ có yêu cầu viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 câu, trình bày cảm nhận của mình về nhân vật hoàng tử bé hoặc nhân vật cáo trong đoạn văn có sử dụng ít nhất hai từ ghép và hai từ láy. Với nội dung của đề bài này, cô có một đoạn văn mẫu như sau. Các bạn dành thời gian đọc đoạn văn mẫu này, nói lên cảm nhận về nhân vật hoàng tử bé và hãy thử xác định giúp cô hai từ ghép, hai từ láy trong đoạn văn này là gì nhé. Trên màn hình chúng ta mới chỉ thấy một đoạn văn nói lên cảm nhận về nhân vật hoàng tử bé. Từ những hiểu biết của chính mình, các bạn có thể viết ra những đoạn văn nêu lên cảm nghĩ về nhân vật hoàng tử bé hoặc nhân vật con cáo trong văn bản nếu cậu muốn có một người bạn. Cô hy vọng sẽ nhận được thật nhiều đoạn văn hay, đặc sắc của tất cả các em. Nội dung này đã kết thúc video bài giảng của chúng ta. Cô chân thành cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại tất cả chúng mình trong các bài giảng tiếp theo trên trang web olm.vn.